Hello mọi người, mình là Thanh, chào mọi người trở lại với kênh Thanh Lớp Story của mình. Hôm nay Thanh giới thiệu tất cả mọi người 5 cây Nokia 8800 E Gold. Thì 5 cây này đều là zin và chuẩn cốt Gold 4GB nha mọi người. Mem 4GB Gold zin. Tất cả cái nhựa rồi màn hình dây nguồn men Gold 4GB đều là zin hết. Đó, thì Thanh sẽ quay lần lượt cho anh em cùng xem. Ở đây thì có 4 cây không bóc và 1 cây này full bóc. Đó, thì màu 18K này rất là óng ánh nè mọi người xem. Rất là đẹp. Cái cây này thì bề mặt vỏ nó đẹp đường trước nè, nhìn nó đẹp keng luôn. Còn đẹp gần 99%. Nokia 8800 Gold rất là sang trọng và đẳng cấp luôn á mọi người. Nè, cái màu 18K mọi người xem. Đây, cái gáy sau nó đẹp xuất sắc luôn. Cây này là cây hàng công ty. Đó. Và Thanh sẽ quay cái cây full box zin này. Cái cây này thì hơn 30 triệu. Full box zin, đầy đủ phụ kiện zin trùng email. Cây này thì còn đẹp gần 98%. Bề mặt vỏ của nó 18K thì nguyên màu. Đây, cái cây nhựa còn đẹp luôn. Thanh sẽ quay cây kế tiếp. Đó, anh em nào mà thích Nokia 8800 Gold zin chuẩn code 4GB thì liên hệ cho Thanh nha. Đó, cây này gáy zin còn rất đẹp nè. Cây này Thanh dán keo trong để bảo vệ rồi. Và tới cây này thì cái bề mặt vỏ của nó đẹp keng 99% nè mọi người. Cây này còn rất là đẹp. Thanh sẽ quay chi tiết cho anh em cùng xem. Đây, cái gáy zin của nó nè. Đó, còn rất là đẹp. Và 4 cây này là bản da trắng, còn cây này là bản da nâu. Anh em nào thích máy nào thì cứ liên hệ Thanh. Đó, gáy zin còn đẹp luôn. Cây này thì coi bề mặt vỏ nó có dâm xước thì giá của nó sẽ rẻ hơn những cây kia. Rồi, nếu anh em nào mà thích Nokia 8800 E Gold chuẩn zin thì cứ liên hệ cho Thanh nha. Địa chỉ shop Thanh là 182 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, Thủ Đức. Anh em nào cỡ gần cứ xe ghé qua để xem và trải nghiệm, cảm thấy ok thì mua, không thì thôi, không sao cả. Số thoại của Thanh là 0981717171. Thanh xài Zalo và Facebook số này luôn nha mọi người. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã xem hết cái video của Thanh. Hẹn anh em vào một cái video kế tiếp.